trong quá trình chị đi thăm người thân ở Việt Nam, chị có hát karaoke trên một chiếc loa kéo và chị thấy nó hay nên là chị muốn mua một chiếc loa karaoke để đi qua bên Úc thư giãn vào những dịp cuối tuần. Và nhu cầu của chị cho một chiếc loa kéo đó là khoảng nhỏ gọn, công suất lớn, kèm theo đó là một chiếc micro hát nhẹ. Và trong quá trình tìm hiểu thì chị có thấy loa kéo tân Việt Em ở trên Google Maps thì có được nhiều lượt đánh giá tốt và chị thấy là cũng gần nơi chị ở nên là chị quyết định đi qua bên này để trải nghiệm xem là có tìm được một chiếc loa kéo nào phù hợp với mình không ạ. Và khi chị đến với bên em thì với nhu cầu của chị thì em cũng có tư vấn một số mẫu cho chị, và sau khi đã thử qua các mẫu mà bên em tư vấn thì chị quyết định là chọn em loa Sobot HB3280, bởi vì em loa này đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của chị như là nhỏ gọn, công suất lớn và đặc biệt là micro hút tốt. Và bây giờ em so các hóa đơn của chị khách này cho anh chị cùng xem nha. Thì em xin phép là được che lại thông tin của chị nha. Thì vì là chiếc loa này khá nhỏ gọn, chỉ khoảng 17kg và trong tầm giá là 5 triệu nên chị này quyết định chốt liền hai em loa là một cho chị và một cho mẹ chị ở bên Úc luôn nè. Và là vì chị đi nước ngoài nên bên em có hỗ trợ thu lại cái bình ắc quy, vì khi lên máy bay thì bình ắc quy là không có được đem theo anh chị ơi. Bình ắc quy của loa này thì sẽ nằm ở phía sau cái hộp này nha chị. Mình chỉ cần gỡ cái con ốc này ra rồi mình gỡ cái bình ra là mình đã đem lên máy bay đi ra nước ngoài được rồi nha chị ơi. Giờ thì em búp xe để đưa hai em loa về nhà người thân của chị khách, để chị khách này chuẩn bị đưa hai em loa này về bên Úc nha anh chị ơi. Đôi lời mình còn nhớ thương